Các ngươi bảo một quỷ sứ ráng được dịch cho ta. Ta có ta chỉ nghe đèn hương khói cho các ngươi ráng cho quỷ sứ. Phát nhìn lạnh nữa. Mất thời gian quá vậy. Đi ra. Hai đứa một giờ có bạn. Hai thằng Mỹ chịu quá. Mỹ ơi, cái này lớp mình mà đường hẳn đi rồi. Sợ chưa? Sợ chưa? Cứng quá. Gì chứ? Cái gì vậy? Kinh. Bó một người chưa? Tóc chị Ngọc. Tóc chị Ngọc. Dạ bụng, dạ bụng. Hai cái thằng này là hai cái thằng nào vậy? Ta đang làm gì mà nó quấy rối? Nói. Diêm Dương hay Hành Mật nữa mới chết hồi Tết, nó vừa mới chết vừa biết gì nữa. Kể lại. Cái xin mau cái này là
8 phút rồi trừ mất 15 điểm. Dạ cô như đèn đỏ ta bấm đâu cái nào có đèn tín hiệu giao thông. Bây giờ đèn đỏ ta phải dừng lại trước mặt kẻ đường. Hiển nhiên rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của họ.